Thưa quý vị, đến nay các em học sinh thì mới được nghỉ hè hơn được nửa tháng thôi. Nhưng mà tại nhiều địa phương đã liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp đuối nước thương tâm, trong đó đa phần là trẻ em, học sinh. Nhiều vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng không chỉ một mà là của nhiều em nhỏ. Vậy làm sao để phòng chống đuối nước hiệu quả? Theo các chuyên gia, phòng chống đuối nước nếu chỉ biết bơi thôi là chưa đủ. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận thực tế của phóng viên Việt Nam hôm nay. Biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi được gia đình nhỏ này lựa chọn để cùng nhau trải nghiệm kỳ nghỉ hè. Chị Hiền cho biết khi đến đây vợ chồng chị đã lựa chọn các bãi tắm an toàn và trang bị phao bơi cho các con. Quá trình vui chơi tắm biển, cả hai vợ chồng luôn chú ý quan sát, không để các con ra khỏi tầm mắt. Bởi đây là biện pháp quan trọng phòng ngừa đuối nước. Nhiều bậc phụ huynh khi các con đi ra biển chơi chỉ để cho các con vui chơi thỏa thích mà không để ý đến cái mối nguy cơ tiềm ẩn giữa biển để khiến trẻ bị đuối nước hay là chấn thương. Chính vì thế khi vợ chồng chúng em đi đưa các con đi ra biển thì thay nhau quan sát các con rất là sát sao. Tuy nhiên vẫn có không ít trường hợp trẻ hiếu động tò mò tìm cách di chuyển ra xa, thất lạc cha mẹ. Cháu Nguyễn Duy Hưng, 6 tuổi, có mẹ tên Hiền. Ai thấy cháu ở đâu liên lạc theo số điện thoại 0961761770. Theo Ban Quản lý Khu Du lịch Biển Sầm Sơn, mỗi ngày có hơn 20 trường hợp trẻ em thất lạc. Rất nguy hiểm khi đội cứu hộ phát hiện nhiều em đang ở trong vùng nước nguy hiểm. Nhất là những vùng nước sâu và những hôm có sóng lớn. Có thể sóng có thể cuốn những người biết bơi, thậm chí là cả những người bơi giỏi. Do vậy là khuyến cáo cha mẹ khi đưa các em đi bơi thì phải luôn để ý trong tầm mắt. Bãi biển Sầm Sơn, bãi cát Hoài không ghi nhận hiện tượng sụt lún nhưng lại có hiện tượng dòng chảy xa bờ nguy hiểm. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình sóng biển đánh vào bờ liên tục thường tạo ra một dòng chảy theo hướng đi ngược lại từ bờ ra biển. Khi đó dòng nước này sẽ hình thành dòng chảy xa bờ. Đây là nguyên nhân dẫn tới 80% các trường hợp cứu nạn vào đuối nước trên biển. Lực lượng cứu nạn cứu hộ bãi biển Sầm Sơn cũng đặc biệt lưu ý người dân trước khi xuống tắm biển cần dành thời gian quan sát các biển báo nguy hiểm. Hay tốt nhất là nên tìm gặp nhân viên cứu nạn cứu hộ bờ biển để tìm hiểu kỹ thông tin, giúp nhận dạng và phòng tránh dòng chảy xa bờ. Khuyến cáo người dân là nên bơi tắm ở khu vực đông người, khu vực có nhân viên cứu nạn cứu hộ và sử dụng áo phao, phao bơi. Nếu không may bơi vào các dòng chảy xa bờ thì cần phải bình tĩnh, không cố bơi ngược dòng để vào bờ mà nên tìm cách bơi song song với bờ biển và vuông góc với dòng chảy. Nếu đuối sức nên thả lỏng cơ thể để nổi lên mặt nước và cố gắng ra tín hiệu cho lực lượng cứu hộ đến trợ giúp. Một điều đáng nói là đuối nước không chỉ xảy ra ở biển hay ở các bãi tắm của các khu du lịch, bởi đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở các sông, suối, ao, hồ, hố nước công trình hay thậm chí ngay trong bể bơi. Nguyên nhân dẫn đến các trường hợp tử vong do đuối nước chủ yếu bắt nguồn từ việc thiếu quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa cũng như là kỹ năng sơ cứu ban đầu. Không ít các trường hợp không có kỹ năng cứu đuối đã lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Phóng sự sau đây sẽ một lần nữa cho thấy để phòng chống đuối nước thì bên cạnh việc dạy bơi, học bơi thì việc trang bị những kỹ năng cứu đuối cũng vô cùng quan trọng. Lớp học bơi của Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng Cán bộ Thanh Thiếu Nhi tỉnh Thanh Hóa. Ngoài việc dạy các học viên bơi ếch, bơi sải hay cách giữ thăng bằng trên mặt nước, trung tâm còn quan tâm tới việc dạy cho các em các kỹ năng xử lý tình huống, phòng vệ cho bản thân trước nguy cơ đuối nước. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc trang bị cho các em các kỹ năng phòng chống đuối nước như kỹ năng nhận biết người bị đuối nước, kỹ năng cứu người bị đuối nước sao cho đúng kỹ thuật và đảm bảo an toàn. Theo các giáo viên dạy bơi, kỹ năng nhận dạng người đang đuối nước rất quan trọng. Kỹ năng này nhằm nhanh chóng đánh giá sơ bộ tình hình để áp dụng biện pháp cứu đuối sao cho phù hợp và hiệu quả. Khi bị đuối nước thì người ta sẽ ngửa đầu ra đằng sau, mặt để cố gắng để vươn lên phía ngửa lên trên để thở. Nhưng mà thực tế là nước nó vào miệng cho nên là không thể hô hoán mà kêu cứu được. Trường hợp người bị nạn còn ý thức và ở gần bờ, nếu không biết bơi hoặc không tự tin vào khả năng bơi lội của mình, hãy hô hoán và kêu gọi sự trợ giúp, hoặc sử dụng các vật dụng có sẵn hay các thiết bị cứu đuối ở hồ bơi, ném ra để nạn nhân bám vào, sau đó kéo vào bờ. Trường hợp người bị nạn ở quá xa bờ, thì lúc đó là lúc cần phải nhảy xuống nước để cứu nạn nhân. Những người đuối nước thì thường theo phản xạ là bám rất chắc vào bất cứ vật nào mà có thể bám được. Nếu không đủ sức hoặc không có kỹ năng về cứu đuối
Người cứu đuối thường rất dễ bị nạn nhân quấy đạp cũng như là dìm xuống nước. Người cứu đuối thì cũng nên tiếp cận nạn nhân từ phía sau để cứu nạn nhân vào bờ an toàn. Khi cứu người bị nạn bất tỉnh lên bờ, cần đặt ngửa ở mặt phẳng, nơi thoáng khí. Nếu người bị nạn cơ thể tím tái, không thở được, thì ngay lập tức phải tiến hành hô hấp nhân tạo. Đặc biệt lưu ý là vị trí đặt tay để ép tim ngoài lồng lực là vị trí là trên hõm xương, tức là hai đốt ngón tay, và thực hiện 100-120 lần trên một phút, không đặt tay trên bụng như nhiều người đang làm. Trong quá trình mà hà hơi thổ ngạt thì chúng ta phải lấy các dị vật bùn đất ở trong họng để tránh các trường hợp dị vật và bùn đất là xâm lấn vào đường thở, gây tắc nghẽn đường thở, gây chúng ta gặp khó khăn trong quá trình mà cứu nạn cứu hộ. Các chuyên gia cũng khuyến cáo cha mẹ tuyệt đối không lơ là khi con chơi ở môi trường nước, nhắc nhở trẻ tuân thủ mọi nguyên tắc ở bể bơi hay khu vui chơi dưới nước. Tuyệt đối không tự ý xuống nước khi chưa có sự cho phép của người lớn, ngay cả khi trẻ đã biết bơi.